Tình huống xe tải mất phanh, người xem hú hồn. Đi vào bách, đi vào bách, đi vào bách. Đi vào bách, rồi. Đạp hết phanh rồi. Đi vào bách, đi vào bách, đi vào bách. Đi vào bách, rồi. Đạp hết phanh rồi. Vâng, như vậy là một chiếc xe tải xuống dốc và đã mất phanh đúng không ạ? Nhưng mà pha xử lý của tài xế cũng như là phụ xe đã khiến cho mọi thiệt hại giảm đến mức tối thiểu. Chiếc xe đã lướt qua hai chiếc xe tải khác trước khi tác vào bên ria đường. Rất may là xe chỉ gọi là xước sát bên ngoài chứ không có một pha tông trực diện cũng như là rớt xuống lại vách núi thì tôi không hình dung là hậu quả nó như thế nào. Các bạn chúng ta đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.